triều đại nhà Lê, Lê Sơ, thân thế sự nghiệp khoa bảng Đình Nguyên, tiến sĩ Hoàng Giáp Nguyên Thái Bạc, 1504-1527. Tiểu sử thân thế. Cụ Nguyễn Thái Bạc sinh vào thời triều vua Lê Hiến Tông, niên hiệu Cảnh Thống thứ 6, tại xã Bình Lãng, Tổng Ngọc Trục, huyện Cẩm Giàng, Phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cụ sinh trưởng trong gia đình nho sĩ lâu đời, dòng dõi thi thư Trâm Anh Thế Việt. Thân phụ là Nguyễn Văn Hanh, thân mẫu là Lê Thị Đạt. Cha cụ làm nghề dạy học, rất giỏi, tinh thông y thuật, chữa bệnh cứu người, luôn làm việc thiện. Ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Tý 1504, thân mẫu đã sinh ra một cậu con trai tư thiên khác lạ, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Thái Bạc. Từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng, thông minh xuất chúng. Cuộc đời của cụ Nguyễn Thái Bạc gắn liền với triều đại nhà Lê, đặc biệt là hậu Lê Sơ. Sinh ra phải thời loạn lạc, các thế lực phong kiến cuối thời Lê Sơ tranh giành nhau quyền lực, thao túng lộng quyền nhà vua. Vua còn trẻ, ham mê rượu chè, tửu sắc, bỏ bê triều chính, không chăm lo cho đời sống nhân dân. Các cuộc đấu tranh vì quyền lực nổ ra khắp mọi nơi, khiến dân chúng khổ cực lầm than. Quê hương Bình Lãng, sinh ra cổ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống khoa bảng, nhiều người đỗ đạt tiến sĩ nho học. Từ đó đã hun đúc lên về tinh thần, ý chí nghị lực của cụ Nguyễn Thái Bạc. Năm 1511, 7 tuổi, cụ theo học thầy Nguyễn Văn. Sự nghiệp khoa bảng. Năm 1516, 13 tuổi, cụ Nguyễn Thái Bạc đã tinh thông kinh sử, tài năng trên đời. Các sĩ tử đều gọi cụ là thần đồng xuất thế. Vua mới lên ngôi ban truyền khắp thiên hạ, người nào thông minh tài trí, ngay thẳng chính trực được dự thi hương. Cụ Nguyễn Thái Bạc tham dự khoa thi hương cống, đỗ hương cống thứ 3. Vinh quy bái tổ xong xuôi, cụ xin phép cha mẹ cho đi thăm thú, xem xét dân tình. Cụ đến xã Lai Cách, về sau đổ thành Phan Xá, huyện Phù Cừ, đạo Sơn Nam Thượng. Sau lại đổi thành Phủ Khoái Châu, thuộc thành Thăng Long. Sau thuộc về Hưng Yên, thành một khu đất có địa thế phong thủy đẹp. Người dân nơi đây còn chất phác thô lậu, học lực kém cỏi, ít kiến văn. Ngay trong hôm đó, cụ truyền cho nhân dân dựng nhà học, cụ dạy văn học cho dân. Vài năm sau, người dân đã biết chữ, kiến thức văn học cũng nâng lên, trở thành một vùng đất có lễ nghĩa. Cụ đã dạy học 4 năm tại Phan Xá. Thời gian này, cụ Nguyễn Thái Bạc vẫn tự miệt mài kinh sử, văn ôn võ luyện, đón chờ hội thi, thi đình. Năm 1520, 17 tuổi, đời vua Lê Chiêu Tông niên hiệu Quảng Thiệu thứ 5, mùa hạ tháng 4, khi ấy vua ra chiếu truyền cho các văn thần ở các địa phương lên kinh thành để dự thi hội, thi đình. Đầu bài văn sách vua ra hỏi về chính sách trọng dụng nhân tài, cụ Nguyễn Thái Bạc ứng đáp, vua cho cụ đỗ Đình Nguyên thủ khoa, tiến sĩ xuất thân Hoàng Giáp, quan Hàn Lâm ở Viện Hiệu Lý. Phò vua Lê diệt mạng. Ngày 27 tháng 7 năm 1522, vua Lê Chiêu Tông chạy ra ngoài, đăng dung lập em vua là Xuân lên ngôi. Trịnh Duy bắt vua Lê Chiêu Tông về Châu Lang Chánh, Thanh Hóa. Cụ Nguyễn Thái Bạc
cùng thầy dạy là cụ Nguyễn Văn Vận, hộ giá phò vô vệ Tây Kinh Thanh Hóa, đang dùng đánh chiếm Tây Kinh Thanh Hóa, bắt vua Lê Chiêu Tông, sai đồ đảng là Phạm Kinh Bảng giết vua Lê Chiêu Tông. Dân chúng thương tiếc vua, căm giận nghịch tặc Đăng Dung. Cụ Nguyễn Thái Bạc từ quan trở về quê Bình Lãng, Cẩm Giàng, Hải Dương, rồi lại đến Trang Phan Xá dạy học. Đăng Dung cho hạ thần dò hỏi tìm cụ Nguyễn Thái Bạc, biết không thể chối từ. Ngày 15 tháng 3 năm 1527, cụ Nguyễn Thái Bạc từ Phan Xá, Tông Phan, Phủ Cử, Hưng Yên về quê Bình Lãng, Cẩm Giàng, Hải Dương, trở lại kinh thành. Mạc Đăng Dung thảo tờ chiếu giả, cướp ngôi nhà Lê. Các quân đến chúc mừng. Cụ Nguyễn Văn Vận từ ngoài tiến đến trước ngai vàng. Ông xuất kỳ cầm cái hốt đánh thẳng vào mặt y. Đăng Dung tránh được, nên cái hốt đánh không trúng mặt y. Túc vệ phía sau điện vội xông ra, bắt cụ Nguyễn Văn Vận lôi tuột đi. Cụ Lê Tuấn Mậu tiến vào. Khi tới gần Đăng Dung, cụ ném hòn đá giấu sẵn ở trong tay áo vào mặt y. Viên đá sượt qua mặt Đăng Dung, làm xây sát ra mặt. Túc vệ vội chạy ra lôi cụ Lê Tuấn Mậu đi. Đến lượt cụ Nguyễn Thái Bạc, túc vệ khám xét kỹ lưỡng, thấy không có vật gì khả nghi mới dám cho vào. Với tư tưởng trung thần bất phụng nhị quân, người trung thần không thờ hai vua, cụ giả vờ thông manh, mắt kém, đi loạn choạng để được đến gần, rồi thản nhiên nhổ vào mặt Mạc Đăng Dung mắng trời: "Mi là quân nghịch tặc." Rồi không để cho bọn túc vệ đến bắt, cụ đập đầu xuống thềm điện tử tiết. Đăng Dung hốt hoảng vội ra lệnh bãi trầu. Như vậy để cướp được ngôi vua, Đăng Dung đã giết hai đời vua và thái hậu. Cho nên sử sách đời sau gọi Đăng Dung là nghịch tặc Ngụy Mạc tiếm ngôi. Vinh danh sử danh. Thành Hoàng thôn Phan Xá, Tống Phan, Phủ Cử, Hưng Yên. Năm 1572, sau khi Nguyễn Thái Bạc mất 45 năm, vua Lê Anh Tông xác chuẩn bản thần tích. Thái Bạc linh ứng đại vương cho thôn Phan Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên thờ phụng. Bài vị thờ tại đình làng Phan Xá còn dòng chữ: Lê Triều Bảng Nhãn, Hàn Lâm Thị Thư Nguyễn Công Húy, Thái Bạc Lịch Phong Trung Liệt Đại Vương Đương Cảnh Phúc Thần. Câu đối còn ghi: Phù Lê Cừu Mạc thanh danh hiển hách tráng sơn hà, thỏa diện can trung nghĩa khí anh hùng lưu vạn cổ. Ngôi đình đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tế lễ tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Đền Tiết Nghĩa Phúc Thần. Tháng 11 năm 1666, sau ngày cụ Nguyễn Thái Bạc mất 139 năm, nhà Lê Trung Hưng, Ngụy Mạc diệt vong tại Cao Bằng, vua Lê Huyền Tông sắc phong ban thưởng Tuyên Dương Công Trạng cho 13 người bầy tôi tử tiết. Cụ Nguyễn Thái Bạc được vua cho xây dựng đền Tiết Nghĩa Phúc Thần tại thôn Bình Phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương, gia tặng Dực Bảo Trung Hưng Tiết Nghĩa Phúc Thần Thụy Cương Trực. Các đời vua sau đều có sắc phong cho cụ tại ngôi đền này. Đạo sắc phong Lê Chiêu Thống, nguyên niên 1787, sắc ban cho vị đại vương thi đỗ khoa Canh Thìn, bậc đệ nhị, giáp tiến sĩ xuất thân, giữ chức hiệu lý ở Hàn Lâm Viện là Nguyễn Quý Công, Thụy Cương Trực. Đại vương văn võ toàn tài, kinh luân đại dụng,
công lao một đời, thế gia vọng tộc. Như đất trời ước niên trường cửu, âm thầm phụ trợ quốc gia, để lại phúc lành mãi mãi. Ngày nay bao phong khen thưởng ghi vào điển chương, vì có công lao âm phù hoàng gia phục hồi chính sự, theo lễ đáng được nâng bậc. Nên gia phong là văn đức hạnh, tiết khí khái, chính nghĩa minh đạo, giữ yên đất nước, bảo vệ nhân dân, hùng tài vĩ lược, an dân trí tuệ, anh mẫn, đặc đạt, chính trực, minh đạo, lý tố hàm trung. Tế thế hồng ân, đại lược hồng mô, đôn tín anh nghị, hậu đức mậu công đại vương. Nay ban sắc, ngày 22 tháng 3 niên hiệu Chiêu Thống, nguyên niên 1787. Câu đối của đền thờ: đối mạc sơn hà song nhẫn bạch, phù lê xã tác nhất tâm đan. Tế lễ tổ chức tại đền Tiết Nghĩa Phúc Thần vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lăng mộ cốt khí: hài cốt của cụ Nguyễn Thái Mạc, Thụy Cương Trực cùng phu nhân Chu Thị, Thụy Ngọc Chiêu yên nghỉ tại thôn Chợ Cờ, xã Tứ Kỳ, phủ Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Phần lăng mộ được hậu duệ chi tộc Tứ Kỳ Bình Giang thờ cúng mấy trăm năm nay. Năm 2009, tiến hành xây dựng lăng mộ được thiết kế theo lối hiện đại kết hợp với cổ truyền, tương xứng với tầm vóc của quan triều. Hậu duệ hàng năm dâng hương kính viếng tưởng nhớ công lao to lớn vì nước vì dân của cụ. Cúng tế được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Giáo dục truyền thống: thế hệ hôm nay và mai sau, mỗi khi nhắc đến cụ Nguyễn Thái Mạc là nhớ đến truyền thống yêu nước thương dân của cụ, tấm lòng sự kiên trung cứng rắn ngay thẳng của cụ. Là danh nhân của tỉnh Hải Dương, cụ đã đóng góp làm rạng rỡ truyền thống anh dũng của dân tộc nói chung, về truyền thống quê hương Hải Dương nói riêng. Cụ là niềm tự hào của nhân dân Bình Phiên, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học khoa bảng, đã sinh ra quan tiết Nguyễn Thái Mạc. Đồng thời, cụ Nguyễn Thái Mạc cũng là niềm tự hào của người dân thôn Phan Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Dù đi đâu ở nơi nào, họ đều ghi nhớ công ơn trời biển của thành hoàng Nguyễn Thái Mạc. Từ ngày được thành hoàng khai sáng, đã có trên 50 tiến sĩ, thạc sĩ, thật đáng tự hào cho truyền thống hiếu học của dân làng. Sự can trung và nghĩa khí của cụ Nguyễn Thái Mạc đã tỏ rõ khí tiết bất khuất trung thành với lý tưởng vì nước vì dân, cũng là tỏ rõ tinh thần của nhân dân ta, đời đời không chịu khuất phục, không chịu mất tính dân tộc. Vậy đó là một giai thoại nên ghi nhớ, đáng được tôn vinh, nhắc lại cho thế hệ mai sau noi gương học tập. Qua tóm tắt thân thế sự nghiệp của Đức Thủy Tổ, hậu duệ chúng ta thấy được tấm gương kiên trung của Đức Thủy Tổ. Vậy hậu duệ chúng ta phải luôn học tập tấm gương đó, thể hiện từ nay cho đến mãi mãi sau này, nên tổ chức cho con cháu đến ba nơi thờ phụng Đức Thủy Tổ. Trước hết dâng hương cầu mong Đức Thủy Tổ phù hộ, cũng như học tập và tham quan, đó là đền Tiết Nghĩa Phúc Thần tại thôn Bình, làng Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương; đình Phan Xá, Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, tôn thờ cụ thành hoàng;
năng mở đền thờ cụ tại Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ. Hiện nay hậu duệ của Đức Thủy Tổ đang sinh sống và phát triển 7 nơi, đó là 1. Thôn Tứ Kỳ Thượng, Ngọc Kỳ Tứ Kỳ, Hải Dương. Bình là Ngọc Liên, Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sồi Cầu, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương. Văn Thai, Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương. Xuân Trạch, Đông Anh, Hà Nội. Long Khê, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh. Cao Thọ, Gia Bình, Bắc Ninh. Các chi tộc nên tổ chức giao lưu để học tập lẫn nhau trên các mặt và gìn giữ dòng họ trường tồn phát triển mãi mãi. Việc họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ đối với tổ tiên nòi giống. Thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà, có ông bà mới có bố mẹ, có bố mẹ mới có mình. Ai cũng biết công lao sinh thành, dưỡng dạy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc cũng như các dòng họ có lúc suy, lúc thịnh. Để tồn tại và phát triển được như ngày nay,
các dòng họ đều đã đóng góp không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vì thế, từ trong tâm khảm của mỗi người, dù nói ra hay không nói ra, ai cũng muốn mỗi dòng họ có được một ngôi nhà để thờ các bậc tiên linh tổ phụ. Nhà thờ họ là mái nhà chung, là nơi để hàng năm con cháu các thế hệ về làm lễ dâng hương tạ ơn tiên tổ. Nhà thờ còn là nơi hội họp của dòng họ, bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế sách giáo dục con cháu sống có đạo lý, hòa hợp với cộng đồng, vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Uống nước phải nhớ đến nguồn. Mộc xuất thiên cho do hữu bản, thủy lưu vạn phái tổ tông huyên. Cây mọc nghìn cành nhờ có gốc, nước chảy vạn nơi bởi có nguồn. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Bất cứ thời nào, khi đất nước thanh bình, điều kiện cho phép, thì con cháu phải có nghĩa vụ xây dựng, tu tạo lăng mộ tổ tiên, nhà thờ họ. Coi đây là nghĩa cử, làm người là việc thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ phụ của mình. Người xưa quan niệm âm phủ dương trợ. Dù làm việc gì, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng tiên linh tổ phụ không phù hộ độ trì, thì cho dù thành công đến mấy cũng không trọn vẹn. Vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửa tiên nhật nguyệt đức lưu quang. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ. Việc làm ấy sáng mãi tới chín phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi khối óc con tim ta còn biết nghĩ đến điều phải trái, biết mưu cầu hạnh phúc cho đời ta mà quên việc tri ân
tiên linh tổ phụ, quên đi nghĩa vụ với dòng tộc, với cộng đồng làng xã. Toàn thể họ tộc quyết tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ, là để mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi giỗ tổ, con cháu cùng về đây thắp hương lễ tổ, cho tâm mỗi người chúng ta trong sáng hơn, sống có đức hơn, có trách nhiệm hơn với dòng tộc, với làng xã. Cùng dòng tộc làng xã chung xây dựng một nếp sống mới ngày càng có văn hóa hơn, thân thiện hơn, ấm no, hạnh phúc hơn. Đức khách và đức khi mời người chơi, cha này mời nước mời chầu, chiếc người đã nhìn chầu anh thăm tình. Thank you.